Như chúng ta đã biết là ngày nay do cái đời sống công nghiệp hiện đại nên là cũng có rất nhiều yếu tố mà làm cho chúng ta cũng bị rụng tóc, kể cả nam giới lẫn phụ nữ. Thế và cái tóc rụng thì chúng ta thấy là một lượng được coi là rụng tóc nhiều khi mà trong một ngày chúng ta rụng được khoảng hơn 100 sợi tóc. Thứ hai nữa là cái da đầu của chúng ta thấy là tóc của chúng ta mỏng dần và nó lộ rất nhiều cái vùng da đầu ra. Và cái thứ ba nữa là cái tóc của chúng ta nó yếu đi, nó nhỏ, nó mảnh mai hơn. Thì đấy là những cái dấu hiệu mà có thể biết được là chúng ta bị rụng tóc. Thế và về cái nguyên nhân rụng tóc thì nó cũng có rất nhiều các cái nguyên nhân. Thứ nhất là nguyên nhân bên ngoài. Thì như chúng ta biết là ngày nay thì do chúng ta sử dụng rất nhiều những các cái hóa chất, ví dụ như là những cái thuốc nhuộm tóc này, nhuộm tóc để cho nó thay đổi màu tóc này, nhuộm tóc ở những người cao tuổi để chống bạc này. Thế và có thể chúng ta sử dụng các cái hóa chất nữa, những cái hóa chất dùng dầu gội đầu. Những cái đó, tất cả những cái đó nó sẽ làm cho chúng ta tóc dễ rụng. Và một những nguyên nhân nữa có thể như là nấm tóc. Khi nấm tóc thì cái tóc của chúng ta cũng sẽ rụng nhiều. Thế và bên cạnh đó thì còn có những cái yếu tố từ bên trong nữa. Ví dụ như là trong cơ thể chúng ta ngày nay thì chúng ta biết được là cái tóc nó liên quan đến đến máu rất là nhiều. Khi mà chúng ta thiếu máu thì tóc của chúng ta cũng rụng nhiều vì chúng ta biết là máu nó sẽ nuôi tóc. Thế và theo như y học cổ truyền thì cái thiếu máu này được cho là huyết hư. Khi mà huyết hư vì là huyết nó sẽ nuôi dưỡng tóc, khi mà huyết hư thì tóc nó sẽ rụng nhiều. Thế và một cái yếu tố nữa tức là do thận, vì chúng ta biết là thận thì sinh sinh tinh và tinh thì sinh tủy và tủy thì nó sinh ra huyết, nên là chính vì vậy mà khi mà thận hư thì cái huyết nó cũng kém và chính vì vậy mà cái tóc của chúng ta nó cũng sẽ bị rụng nhiều hơn. Vâng, thế và còn những cái yếu tố về cái sinh hoạt trong cuộc sống ngày nay thì chúng ta có rất nhiều các cái áp lực, các cái stress này, rồi cái chế độ ăn uống sinh hoạt của chúng ta không điều độ này, chúng ta thức đêm nhiều này, chúng ta ngủ ít này, rồi cái ăn uống của chúng ta không đầy đủ các chất dinh dưỡng, thì tất cả các cái nguyên nhân đó nó cũng sẽ làm cho cái tóc của chúng ta nó dễ rụng hơn. Vâng, thế về và khi mà biết được các nguyên nhân đó thì chị em chúng ta cũng cần có những cái biện pháp để chúng ta cải thiện được. Tức là làm giảm bớt cái sự rụng tóc của chúng ta. Thứ nhất là trong cái chế độ sinh hoạt thì chúng ta tránh những các cái căng thẳng, các cái stress này. Chúng ta nên ngủ đúng giờ, tránh những thức đêm hay là quá khuya. Như vậy nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến tóc. Tiếp theo là cái chế độ ăn uống của chúng ta. Thì chúng ta nên chú trọng ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng để cung cấp những các cái dưỡng chất giúp cho máu được tốt. Và bên cạnh đó thì khi sử dụng các cái hóa chất thì chúng ta cũng thận trọng những cái mà không rõ nguồn gốc này, những cái hóa chất mà nó ảnh hưởng nhiều, nó đến da đầu và dẫn đến rụng tóc. Bên cạnh đó nếu mà chúng ta có nấm thì chúng ta cũng nên đi điều trị. Vâng, thế và còn bên trong thì khi mà bị rụng tóc như vậy thì chúng ta nên sử dụng một số các cái sản phẩm để làm tăng cường cái sự sản sinh ra tóc. Thứ nhất là theo như kinh nghiệm của tôi thì tôi được biết một cái bộ sản phẩm của công ty cổ phần Sao Thái Dương, nó gồm có thuốc uống này, gồm có các cái thành phần như là nhung hươu bắc cực này, hà thủ ô. Ngày nay thì trên thị trường cũng có rất nhiều các cái sản phẩm được quảng cáo, nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi thì chúng ta nên sử dụng một cái bộ sản phẩm của công ty cổ phần Sao Thái Dương, đó là thứ nhất là viên viên uống mọc tóc, thứ hai là serum, và thứ ba nữa là Protective Oil Natural Queen. Vâng, thế thì trong đó thì cái viên thuốc uống mọc tóc, nó thành phần chính của nó là cái nhung hươu bắc cực, hà thủ ô và thiên hoa phấn. Nó có cái tác dụng là bổ huyết, bổ thận và giúp cho tóc của chúng ta được mọc nhiều hơn. Thứ hai nữa là sản phẩm serum. Serum đây nó là gồm một số các cái trong đó nó thành phần chính là các cái tinh dầu, nó có các cái thành phần như là hematin và biotin, một số các cái sản phẩm của biotin, nó sẽ giúp cho tăng cường cái tuần hoàn ở vùng da đầu và giúp cho tóc nó hạn chế rụng và nhanh chóng mọc tóc hơn. Và một cái sản phẩm thứ ba nó là cái Protective Oil Natural Queen. Nó là gồm những trong đó nó là những cái tinh dầu dừa và tinh dầu gạo, nó giúp cho chúng ta bảo vệ các cái da của vùng tóc trong những cái trường hợp mà chúng ta khi chúng ta sử dụng các cái thuốc nhuộm này, những cái thuốc nhuộm tóc cũng như là một số các cái khi sử dụng hóa chất lên vùng đầu. Và bên cạnh đó thì nó còn có những cái chiết xuất của trắc bát diệp và cái dâu tằm. Nó có tác dụng là để mọc tóc nhanh nữa. Như vậy thì cái bộ sản phẩm
của công ty cổ phần Sao Thái Dương này cũng đã đáp ứng được, giúp cho chúng ta hạn chế được cái tác dụng cũng như là tóc nó mọc sẽ được nhiều hơn.